Nói là như thế, và bây giờ thì các thành viên của team số 8, team số 11 đã nhảy ra khỏi máy bay rồi. Team số 9 đang nhảy sang thị trấn cổ. Team số 8, số 1 và số 2 đang trùng ý tưởng và nhảy qua cao nguyên đá. Vâng. Bây giờ ba team nhảy chung với nhau thì rất dễ xảy ra giao tranh tổng rất lớn. Bây giờ team số 5 cũng muốn chọn thị trấn cổ nhưng ngay lập tức là một tình huống bẻ lái rất nhanh. Người đội trưởng đã rất thông minh khi phát hiện ra có team nhảy cùng ở đây. Đây là vị trí của các thành viên trong team số 1 đến từ vị trí em phê chưa, Ken đẹp trai và Tùng ta. Bốn thành viên đang xuống khu vực trại chỉ huy, ngay lập tức có cho mình đó là M4A1. Vâng, M4A1 và một cây shotgun 1873, một cây shotgun tầm gần cầm tay. Vâng, mới được tăng cho mình đó là sát thương. Và với những người chơi có kỹ năng cao thì chỉ cần một viên thôi vào đầu là sẽ phải nằm xuống rồi. Và bên này có thêm cho mình đó là cây P90. Đây là các thành viên trong team số 2, Nora, vị trí của Mr. Core, cộng 3, bánh xèo và hổ tạ. Bốn thành viên đang ở khu vực nào đây? Tôi không nhìn rõ được cái tên. Hổ tạ đang có cho mình một cái súng bắn cáp. Cầm thêm đó là cây MP5. Tạ đang bị bắn rồi. Vâng, tạ đang bị bắn bên phía cánh phải. Vâng, tạ đã nhảy xuống còn 108 máu. Vâng, rất nhanh tay. Vâng, súng bắn cáp rất xa. Bên này là các thành viên của team số 3. Vâng, các thành viên của team số 3 chưa hề có đồ và đang bị truy đuổi, mất một vị trí đến từ vị trí của B quá, chưa thể hiện được gì nhiều và B quá đã phải nằm xuống khá sớm. Vâng, có đồ rồi, bên này Bin có cho mình AN94. SK đến từ vị trí của Ngọc GM. Ở bên kia thì còn lại vị trí của cân cả bản đồ. Ba thành viên đang cố nhặt những món trang bị cần thiết vì bây giờ đang bị truy sát. Đang ở khu vực nào đây? Nhà máy lọc dầu thì phải. Vâng, đang ở khu vực nhà máy lọc dầu. Đây là vị trí của team số 4, Lý quay xe. Vị trí của các thành viên trong team quay xe. Đây là vị trí của Lý, Hổ, Hiếu và vị trí của ai đó không có tên. Chỉ có một vị trí tên là quay xe mà thôi. Có cho mình đầy đủ những trang bị hài rồi. Mũ là... Vâng, duy nhất chưa có mũ mà thôi. Đang cầm cho mình đó là Scar và Thompson. Vị trí của team số 5, đây là các thành viên của Thiên Long Master. Vừa giành cho mình được cái top 1 và liệu rằng trong trận thi đấu thứ hai này, Thiên Long Master có giữ vững được phong độ và đội hình hay không? Thiên Long Master đang ở khu vực nào đây? Đây là góc máy của Thiên Long Master đang ở khu dân cư. Và góc máy của team số 6 thì vị trí đèn thờ là khu vực team số 6 lựa chọn với cây AN94 và Thompson được lựa chọn rất nhiều. Và cây súng Spat thì tôi thấy không ai lựa chọn. Tôi là một người chơi rất thích sử dụng Spat và một trong những cây súng có tốc độ xả đạn nhanh nếu sử dụng skin Giáng sinh. Đây là vị trí của team số 7 đang ở khu vực phế tích. Các thành viên vẫn còn đủ cho mình đó là bốn người. Có cho mình đó là M4A1. Bên này là MP40 và M4A1. M4A1 được sử dụng rất nhiều. XM8 và M4A1 là hai cây súng được sử dụng rất nhiều. Tại vì bây giờ tất cả những chỉ số của súng sẽ bị tắt ở trong phòng đấu này. Hiện tại thì các thành viên trong team số 8, đây là vị trí của Eric Streamer. Các thành viên trong team Eric Streamer, đây mới là vị trí của Eric Streamer. Chưa hề có quá nhiều đồ, chỉ có cho mình đó là MP5 và khẩu M60 mà thôi. Vâng, đây là các thành viên của SCVG. Vâng, trong trận đấu này thì không ai mang kỹ năng nữa rồi. Vâng, SCVG gà chùm chỉ bị hủy kết quả của một trận mà thôi. Nhưng nếu là những người chơi tay to thì 5 trận đấu còn lại SCVG có thể giành được chiến thắng và giành cho mình top 1. Tôi vừa nhìn thấy cây 1887, một cây súng giọt gắn sở trường của các player. Đây là vị trí của team số 10, team mầm non, vị trí của Kato, Idol, Hưng và vị trí của King. Đài King, các thành viên trong team số 11 đến từ vị trí team Sơn La, vị trí của Toàn mất đi vị trí bố già CT. Trong khi đó Ken và Sinh vẫn còn. Ba thành viên đang ở khu vực mê cung. 41 player vẫn còn sống và tôi chưa hề thấy giao tranh xảy ra trên bản đồ. Và không biết bây giờ các thành viên trong team số 12 đang ở đâu. Vâng, và trong trận đấu này thì không có team đấu số 12 và xin lỗi tất cả quý vị các bạn. Hiện tại vòng wow chúng ta đang thu vào khu vực thị trấn cổ, đấu trường và khu vực vùng vịnh. Một con bò lên góc 1 giờ. Hiện giờ thì các đội tuyển tôi đã thấy team số 1 và team số 8 đang ở ngay cạnh nhau. Vâng, hai team đấu đang ở ngay sát nhau mà thôi. Tôi tin rằng chỉ vài giây nữa thôi là hai team sẽ giao tranh trực diện và sẽ gặp mặt nhau ở đây. Đây rồi, đây rồi. 90 máu, một tình huống vuốt tầm M90, M60 rất hay. Vâng, ngay lập tức là một tình huống 90 máu và 21 máu.
Đâu đó phải cầu đi 140 máu cho tình huống vừa rồi. Gucap treo công lên. Một tình huống công nhà rất điều nghệ. Nhưng liệu có gạt được cái mạng của ai không? Ngay lập tức còn 13 máu. Vâng, một tình huống hú hồn. Một tình huống hú hồn. May cho vị trí của chim út không phải nằm xuống cái tình huống vừa rồi. Một pha công ngầu. Bây giờ các thành viên trong team số 1 đang thủ trong khu vực nhà. Ba thành viên trong team số 8 đang ở dưới khu vực lều trại này và đang muốn công lên. Đang có giao tranh, chim út phải nằm xuống rồi. 1887 xử lý cực kỳ hay từ vị trí của Ken. Bây giờ ba thành viên đang công lên muốn giải cứu cho vị trí của chim út. Đây là vị trí của chim anh. Vâng, chim anh đang lên cứu chim em. Vâng, ngay lập tức thì chim út đã phải nằm rồi. Ken đẹp tay đã lên được nóc nhà. Vâng, bên này thì các thành viên team số 1 đang yếu đến từ vị trí Tùng Đa. Vâng, Ken không hề bán cho tình huống vừa rồi. Ngay lập tức thì Ken đã phải nằm xuống, trong khi đó Tùng Dạ đang phải gục. Tùng Dạ cũng nằm rồi. Team số 8 quân Sunny đã phải nằm xuống, Eric vẫn đang bắn. Ngay lập tức là một tình huống quét sạch thì phải. Các thành viên shut down. Các thành viên trong team số 1 đã bị quét sạch. Vâng, quá hay cho team của Eric Dreamer. Double kill dành cho vị trí của chim anh. Eric cũng ghi cho mình được một mạng, mang về cho vị trí team số 8 3 điểm hạ gục. Quá hay cho tình huống vừa rồi. Một tình huống công khá là hay. Còn đây là vị trí của SCVG. Trong trận đấu này thì SCVG có cho mình đó, vẫn còn đủ cho mình đó là 4 thành viên. Trong trận đấu trước thì đó là một cái sự cố không may. Đó là trong đội tuyển SCVG các bạn quên thôi, chứ không phải là một tình huống ăn dàn hay là dàn lận. Quý vị các bạn đừng quên like, share và chia sẻ, kêu gọi bạn bè của mình vào để cổ vũ cho đội tuyển chúng ta thi đấu. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và bên này tôi đang nhìn thấy là vị trí góc máy của team số 10, các thành viên trong team mầm non. Bên kia là các thành viên trong team quay xe. 4 thành viên đang ở đầu bên kia, hình như là còn 3 người mà thôi. Nhưng tôi đang thấy thì team quay xe đồ đạc không được ok cho lắm. Đồ đạc đang nhìn thấy thì không được ok cho lắm. Đồ này là chưa sẵn sàng giao tranh, nhưng mà đang bị bắn rồi. Bây giờ buộc phải giao tranh. Team số 10 ép vị trí của quay xe sẽ phải giao tranh trong tình huống này. Vâng, Hiếu đang bị bắn. Vâng, đây là vị trí của Hiếu. Hiếu còn 90 máu thôi và Hiếu quấn máu rồi. Và Hiếu chỉ còn 2 bình máu mà thôi. Hiếu đang rất tiết kiệm, không hề có bom keo. Quyết định là rút lui. Vâng, Hiếu rất thông minh, cầm cho mình đó là cây súng lục để cho kẻ địch sẽ bắn vào mông của em, là bắn vào cái gậy bóng chày. Vâng, Hiếu rất thông minh. Đây là một trong những kỹ thuật mà những game thủ Fortify cần phải có. Ở bên này thì vị trí của Thiên Long Master Hưng, 4 thành viên của Thiên Long Master đang thủ bên này. Các thành viên của team số 4 quay xe đang hơi yếu, hơi đuối về giao tranh và đang không muốn xảy ra giao tranh trong tình huống này. Thiên Long Master đang có những góc đứng rất tốt. Và đây là vị trí của team số 7. Và một thành viên của team số 7 đang phải cố vào bò, rất yếu máu. Và bên kia là một người của team số 11 đang chạy bò song song. Và ngay sau đây thôi, sắp tới sẽ có giao tranh. Team số 11 đâu đó còn 3 người nhưng đi giải rác trên bản đồ. Thôi xong, bị phát hiện rồi. 1-0-1-1 bắn mà chưa gục. Một tình huống bắn mù mắt. Ngay lập tức vị trí của Toàn của team số 11 đã phải nằm xuống rồi. Liệu có một tình huống hạt gió hay không? Ngay lập tức là một tình huống hạt gió đến từ vị trí của Chiến. Vị trí của PO88 chỉ còn 2 thành viên và đang rất yếu máu. Ở bên này sẽ là một tình huống 2 đấu 2 giữa các thành viên của team số 11. Bây giờ thì lượng trang bị không đủ để giao tranh nữa rồi. Đang công sang duy nhất một quả keo mà thôi. Bom đã được ném ra. Một tình huống công ẩu. Một tình huống công ẩu sẽ phải trả giá. Thành viên của team số 7 đang rất yếu máu. Một người còn lại cuối cùng. Bây giờ các thành viên của team Sơn La đang truy sát. Bên này vị trí của TPK, một binh TPK thì không thể làm được gì cả. Và đã phải nằm xuống rồi. Quá hay. Team Sơn La đã thi đấu rất hay rồi. Và trong khi đó thì bên này các thành viên của team số 8 và team số 5 đang chạm mặt nhau. Team số 8 đang muốn tìm những góc bắn đẹp, trong khi đó thì team số 5 đang thủ nhà. Vâng, bọn tôi có góc thủ đẹp hơn. Và trong khi đó thì các ông sẽ phải công nhà. Bây giờ là một tình huống 3 đấu 3 hay 3 đấu 4 đây? Sẽ là 3 đấu 3. Cáo Văn Đi đang bắn. Bên kia là vị trí của Bác Báo. Bác Báo đâu đó còn 170 máu. Trong khi đó bây giờ thì các thành viên của team số 8 đang chạy. Đang chạy và di chuyển đội hình. Đang thi triển chiến thuật gì đây? Bây giờ
Bạn công lên đi, tôi cover. Hay là bạn cover, tôi công lên. Vâng. Chúng ta cần phân chia nhau rõ ràng để tránh những tình trạng bảo ca hết mạng của nhau. Vâng. Đấy là những cái điều không đáng có nếu các bạn thi đấu giải. Ai ăn mạng cũng được mà thôi. Sẽ là một tình huống 3 đấu 3. Liệu rằng Thiên Long Master có ăn nổi team số 8 hay không? Thiên Long Master có thể ăn được trong tình huống 3 đấu 3 hay không? Thiên Long Master là một quân đoàn lớn chứ không phải là quân đoàn nhỏ. Và bây giờ là vị trí của team số 4. 4 thành viên của team số 4 vẫn giữ vững được đội hình. Bây giờ bò đang thu vào những con bò cuối. K98 trên tay của ai đó. Đây là vị trí của Hải quay xe, Hồ quay xe. Có cho mình đó là XM8 và 1014. Theo như tôi thì bắn 1887 vẫn hơn. Mà trường hợp không có 1887 chúng ta sử dụng 1044. Bên này thì team của Nora, team số 2 cũng còn đủ 4 người và đang gọi thính ra rồi. Team của Nora đang sử dụng hòm thính thì có thể nói là đồ đang rất nhiều. Và bên dưới đồi này một thành viên của team số 11 đang đi lẻ. Quỳ lại có đứng ngay sát vùng của Zed Zone, đang gọi thính để lấy góc make up. Dường như là vị trí của Vegusin đang hết bom kèo rồi. Xin đã phải sử dụng, tôi đã có nhìn thấy một tình huống gọi thính đến từ vị trí của Xin. Xin không cẩn thận thì thính lại đè chết cả Xin bây giờ. Công bom, một tình huống công bom hơi ngớ ngẩn đến từ vị trí của Xin. Giao tranh rồi, Xin đã phải nằm xuống, một tình huống quét sạch. Xin Sơn La đã phải nằm xuống. Đây là vị trí của TTD 5DTA. Vâng, một cái tên rất dài. Không biết là các thành viên của đoàn nào đây. Thiên Long Master bác báo vẫn giữ vững được đội hình. Triple kill dành cho ai đó. Zed Zone đang nổ ở giữa bò, một cái Zed Zone cực kỳ khó chịu. Hiện tại bây giờ vòng bo của chúng ta đang thu lại rồi. Đang đi về như con bò cuối. Và trận đấu sẽ nóng hơn và sẽ sôi động hơn. Bây giờ là sẽ là những tình huống giao tranh. Tôi tin ra chắc rằng với những đội tuyển đang còn sót trên bản đồ sẽ cống hiến cho các bạn những pha giao tranh mãn nhãn mà thôi. Tôi vẫn thấy Thiên Long Master vẫn còn sống. Liệu rằng Thiên Long Master có chiến thắng trận hai không? Đây là vị trí của team Nora. Nora vẫn chưa quyết định vào bo. Hai người chơi của Nora đang di chuyển vào bo trước. Đang rất yếu máu từ vị trí của Hồ Tạ. Các thành viên ở ngoài bo bắn cover chiến thuật rất bài bản. Nhưng mà bo không độ, quá đen cho vị trí của team số 2. Bên này là các thành viên của team Mầm Non. Các thành viên của team Mầm Non vừa có một mạng quét sạch. Team quay xe đã bị hạ. Vâng, quay xe đã phải nằm xuống rồi. Liên tiếp là những pha bom được công ra. Ném bom, vâng, bom đã tới đến điểm cần đáp rồi. Một tình huống gục. Pha này rất khó để cứu các thành viên trong team số 2 đang công vào. Team Mầm Non đang gục một đến từ vị trí của Kato. Sẽ không thể cứu được Kato trong tình huống này đâu. Một con bò rất nhỏ nhưng mà còn tận 20 player. Tôi đang thấy trên bản đồ thì team số 9 đã vào trong bò rồi. Team số 9 đang ở giữa trung tâm bò, rất nhiều thính được gọi ra. Bên này Eric vẫn còn sống. Team của Eric vẫn còn 3 người và có tận 7 mạng hạ gục. Eric đang yếu máu, còn đúng 71 máu mà thôi. Còn cho mình đó là 4 bình máu và 1 quả kèo. Một tình huống di chuyển rất khó cho Eric. Bây giờ sẽ là một quyết định rút lui. Eric rất thông minh, chỉ đạo đội hình của mình rút lui. Một tình huống sắt đào nữa rồi. Liên tiếp là những tình huống sắt đào. Các thành viên trong team số 2 vẫn giữ được đội hình. Vâng, tôi tưởng rằng mất một thành viên nhưng ai ngờ vẫn có thể cứu được trong tình huống vừa rồi. Hỏa lực đang được bắn từ bên phía tay trái. Đây là vị trí của team Eric. Team số 2 đã bị bắn và ngay lập tức Eric đã phải nằm xuống. Đây sẽ là một tình huống bỏ. Eric sẽ không được cứu ở tình huống này. Chắc chắn sẽ không thể cứu được. Đây là một con bò rất khó chịu. Liệu Eric có bò được vào hay không? Vâng, Eric bò được vào rồi. Rất may mắn cho Eric. Vâng, nhân phẩm rất tốt. Trong khi đó thì team số 9 còn đủ cho mình 4 người trong bò. Bên này duy nhất vị trí của Chiến Su đã phải nằm xuống rồi. Thiên Long Master 2 người đã phải nằm rồi. Chỉ còn lại duy nhất 1 người. Vâng, vừa cứu lại có 1 người cùng. Một mạng nữa dành cho vị trí cà chùm rồi. SCVG trận đấu này đang thi đấu rất tốt. Vâng, một trận đấu bị hủy kết quả. Ngay lập tức ở trận đấu thi đấu thứ hai, SCVG đang vào trong top 4 rồi. Còn 4 đội còn sót trong bản đồ, 11 player và trong khi đó SCVG vẫn còn đủ 4 người. Team số 8 còn 2 người đến từ vị trí của Funny và Chim Anh. Trong khi đó team số 3 còn 1 người, ở bên kia Thiên Long Master vẫn còn 3 người. Quá gắt cho Thiên Long Master, những tình huống cứu nhau rất đồng đội. Bên này vị trí của Mr. Core trong team của Nora. Đây là các thành viên trong team số 2, vẫn còn đủ cho mình đó là 4 người. Quá đông. Đến bò cuối này còn 4 người thì quá đông. Trong khi đó thì thành viên của TT5 chỉ còn lại một mình vị trí của cân bản đồ mà thôi.
Vâng, bây giờ giao tranh đang xảy ra trong khu vực nhà này, một khu vực với địa hình cực kỳ mới lạ của các player. Một khu nhà của SCVG và một khu nhà của Team số 2. Một tình huống rỉa rất khó chịu bằng 81 máu đỏ, nhưng mà đâu đó thì bên kia SCVG chưa phải nằm xuống. Bên này vị trí của SCVG, Fox là người vừa bị bắn nhưng ngay lập tức thì Fox quấn máu. Rất nhiều đồ dành cho SCVG, 5 kill hạ gục. Quá hay, SCVG đang thi đấu rất hay. Và bên kia là các thành viên của Thiên Long Master. Đây là vị trí của Team Nora, 4 thành viên là rất yếu máu, dường như là Nora không còn. Ngay lập tức một tình huống quét sạch team của Nora, 4 thành viên. Tôi không hiểu lý do tại sao nữa, 4 thành viên đã phải nằm xuống. Bên này SCVG gà chùm đã bị gục rồi, chị Moon cũng gục rồi. Vị trí của Fanny đang bắn, Fanny chặn keo một tình huống chặn keo hơi chậm tay. Fanny đang cầm MP40, Bo đang thu vào, ngay lập tức đã bị clear team của Eric. SCVG đã giành chiến thắng. Xin chúc mừng 4 thành viên của SCVG đến từ vị trí của Na, gà chùm, Fox và Jisoo, thi đấu rất hay. Cảm ơn 48 player chúng ta và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã xem live. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ 3 trong buổi chiều ngày hôm nay.